đeo cái cổ là gần 10 năm. Ở xuống nó dài gần 9 năm. Cái đầu điểm này xuống viện trong địa điểm là gần 7 năm, cái chân gần 6 năm. Nhằm đến giờ là bị tai biến. Tai biến cộng nữ tháng này 11. Tai biến khó nói chuyện nữa. Giờ khó nói sao? Nói là nó ngúc. Uống nước thì sao? Uống nước, em khi anh nhẹ chút. Uống nước em rơi, em nghe nhẹ nhẹ. Ở đây là cái chứng gọi là rối loạn ngôn ngữ sau cái tai biến. Thì chị bị tai biến liệt bên nào? À, liệt ở bên trái. Thì nếu mà liệt bên trái thì tổn thương của cái bán cầu não phải. Mà bán cầu não phải là cái trung tâm của màu sắc, không có dính gì ngôn ngữ. Do đó với cái trường hợp là bệnh nhân á, mình thấy á, là khi mà rối loạn cái ngôn ngữ đó mà liệt ở bên trái á, thì dễ chữa hơn. Chị bị bao lâu rồi? Em bị vướng ngày 1, cái tay không có, bị tai biến rồi rồi. Dạ, ngày 1, mới nửa tháng này còn nữa. Nửa tháng này à, thì cái này nó hồi phục nhanh lắm, không có vấn đề à, thì cái mà chị nói là cái âm nào khó nói nhất? Nó nói chị nói dài nó hút, nó được đó. Chị nghề làm nghề gì? Dạ, trước kia cũng làm nhà nước, kia nghỉ hưu mấy năm rồi. Nhưng mà làm cái làm nhà nước mà làm nghề gì, có cái nghề gì? Dạ, trước kia làm trung thiệp thời, làm nhà điều dưỡng. Điều dưỡng, rồi. Rồi, ok. Rồi bây giờ đó là à, như vậy á là à, chú ở đây á là chị này bị cổ rồi bị lưng bị cái gì đó là cái chuyện là cái hôm khác. Cái hôm nay á là cái mà tôi sẽ giải quyết cho chị này á là cái vấn đề điều chỉnh cái rối loạn ngôn ngữ à, thì sau khi mình bấm xong á thì chị này sẽ nói lại bình thường, không còn cái ngút ngút gì nữa. Dạ, thở mệt ha. Rồi cái thứ hai nữa là cái chứng mà gọi là à, là nuốt mà uống nước mà nghẹn ấy thì nó sẽ khỏi cái đó. Thành ra là cái thập chỉ liên tâm mình giải quyết mấy cái này lẹ lắm. Ok. Rồi, bây giờ tôi xử lý chị nha. Nha, xử lý hết đầu. Rồi, chị ra đi. Chị ra đi, đó. À giờ trường đá em. Dạ. Mày sao mà biết được có đá hay chưa? Chị tiếp á, chị thấy em đeo gì đó, chị bảo hiểm trường đá cho em. Chị tiếp ở đâu? Hôm bữa nó thời kia. Em đến. Em Bình Định. Dạ. À, rồi chị ở đâu? Em Bình Định luôn. Bình Định luôn à? Mà nhờ chị trước giúp rồi á. Dạ. À, phúc cho chị quá. Em thứ nhất thứ hai là em đi được, thứ hai là em đi dị tường đi được. À thế à? Dạ. À. Mà kêu thầy ngủ mà thưa thầy là đưa chị đi thứ ba á, làm thức từ 4 rưỡi mới ngủ. Đêm ạ. À, dạ. Dạ, đêm sau hay thử. Ừ. Đêm sau nó không ngủ luôn. Ừ. Dạ, em cũng ngặt ngặt nhiều. Rốt đi em. Dạ, rồi đêm sau ngủ được. À. Đêm sau đó. Chắc chắn giờ thì không ngủ được, chắc giờ em nôn vô thầy. Ở vậy? Dạ. Nôn vô thầy. Dạ. Thầy gặp thầy thấy sao này? Dạ, em mừng. Mừng. Dạ. Đúng anh hết rồi. Bây giờ là tôi làm cho hay cái chỗ này nè. Khi mà chữa cái rối loạn ngôn ngữ á, thì chị này lại đi dễ hơn. Kêu không? Đi vào vào nha. Ok ha. Tập người, ráng đi, bị dị ổn. Mất cái dị ổn ráng tập. À, yeah. Nè, chỗ này mới đi đau đấy. Tự nhiên em đi đỡ anh thầy, em thấy nó nhẹ hơn chứ. À, đi nhẹ hơn đấy. Đi đi bạn đứng đó. Té rồi. Rồi đây.
cho bé. Ngồi xuống rồi hấp ảnh chưa, rồi hấp ảnh chưa, hấp thở ngon lành ra. Rồi được rồi, đều bình tĩnh rồi. Rồi bây giờ là trả lời thấy không, là chị là người gốc Bình Định luôn hả? Dạ, Bình Định. À vậy sinh đẻ đó luôn. Dạ. Rồi chồng con nó luôn. Rồi ông xã nó có đi đem không? Không, mấy chị dẫn đi. Ở đây hả? Dạ, lên xe xuống xe tế. Có chung ghệ chung ghế gì hả? Ở nhà Vĩnh Tường đi. Ở nhà Vĩnh Tường đi. Dạ. Còn lại đây hết Vĩnh nè. Dạ, vậy đi mà cũng sợ tế. Vĩnh chống này, chống kia vậy. Ừ, chống này cũng gì em. Chứ bây giờ nói thấy khác chưa? Nó ngút, em nói là không hết ngút này, hôm mấy hôm nay nói là nó ngút. À, bây giờ hết ngút rồi phải không? Lấy cho ly nước, Thưa thầy, nhiều cái nó ít nghe nó tay lên đây này. Hả? Nhiều cái ít nghe tay đây này. Ừ, ít nghe mà nó không có gì. Rồi, dụ nước đi, uống thoải mái đi. Bây giờ hết bị rồi đó. Con lành hả? Dạ, thưa thầy, con lành chứ mà giận. Nó hôm nay múc em thấy nó sao á. Uống không khí thầy, dạng như nó khô cổ mà nó khó chịu. Ừ, dạ. Rồi tại vì hít mạnh rồi. Rồi không múc con mạnh được. Hả? Thấy chưa? Nó khô cổ, múc nhiều khô cổ. Múc ngày mười mấy hai chục cái, thì ráng 30 cái. À, nhưng mà nãy giờ uống nước vô thấy còn sạch nữa không? Dạ, không. Chứ anh nghe hơi nghẹn thầy. Ừ. Bây giờ cũng có em. Các nhà rồi thì các nhà hết sạch rồi. Ơi, nằm xuống cái đi. Làm cho cái dương cái đầu đi qua đây. Cái em mà sắp đi xong mà mổ, em không chịu mổ. Mổ gì? Cái mổ, điện niệm nó mổ, bác sĩ cũng mổ, em mổ. Em phải lấy mẹ cũng không thuốc luôn. Thì làm gì thôi. Đi rồi, em rất là em ra. Để tôi bị điểm để chương trình giãn cơ. Giãn cơ? Dạ, giãn cơ bụi, phải. Hả không? Dạ, đừng học được. Em mừng. Em mừng hả? Dạ. Rồi, vậy em duyên cái này. Tại em coi video thấy. Dạ. Dạ. Tiếng Nam nè. Dạ. Nào bên nào? Chân đẹp, chân đau. Chân đau bên đẹp không? Dạ. Chân đẹp không? Dạ, chân đẹp. Một bên liệt, một bên đau. Tài biến. Làm tôi nói tài biến. Sao nhân mày biết vậy? Không, thầy cứ làm, em đau thầy cứ làm, em mừng á. Chưa bỏ được.
xin lên đi xin. Rồi, đứng dậy. Rồi, đi đến ngôi là đi. Không có té tiếng gì đâu. Chạy không được. Rồi. Từ từ này hả? Ừ, thì giờ dơ thử coi. Em tìm bước kia đi, nó dặn luôn một chiếu đầu yếu cho nó thấy cái đài. Ừ. Dơ chân lên coi. Em qua qua. Dơ. Dơ lên. Không, đứng dậy, đứng dậy. Chơi rồi đây. Qua đây, qua đây, qua đây. Nằm đây nè. Chỉnh luôn cho bà gái cho bà. Đi thẳng luôn đi luôn. Hả? Đấy, không lại đó. Kéo xong rồi. Dạ, đúng rồi. Dạ. Cái chuẩn bị chính là bị trong cái chân bị gần sáng này đi rút có càng rộng 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 như này. Đi chống bỏ đi làm gì. Được rồi. Thôi ok. Dạ, rồi. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123-218-6688 hoặc 0983-581-652.